Ok, em chào tất cả mọi người ạ. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Lời đầu tiên thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin gửi tới tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình trên kênh của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm và ủng hộ cùng Tuấn Anh ô tô Hải Phòng trong suốt thời gian qua. Và các bạn ạ, nếu như các bạn nào đang quan tâm về những cái mẫu xe từ vài chục triệu đồng như 65 triệu hay là vài chục triệu đồng hay 200-300 triệu đồng nha em. Đấy, ngày hôm nay thì các bạn hãy nhớ và bấm vào like kênh và đăng ký kênh trực tiếp cho em để cập nhật những cái mẫu xe mới về. Hôm nay là một buổi rất là đẹp trời, có mưa, có nắng, có gió, có rét. Thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng sẽ lên sóng cho anh em những cái mẫu xe sedan hai đầu, mẫu xe hatchback một đầu nhỏ gọn xinh xinh và tiết kiệm nhiên liệu, luồn lách tất cả các ngõ phố, có số sàn, có số tự động và có tất cả các dòng. Vậy thì bà con các chị em nào đang quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Ok, không làm mất thời gian của mọi người nữa. Trước đầu tiên đây, Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho anh em một chiếc xe hơi cao tiền một chút nhá. Con này thì tầm giá của nó là 300, tầm 300, tức là hơn 300 một chút hoặc là dưới 300 một chút nhá. Con này thì nói luôn chi tiết cho anh em một chiếc i10 2018 bản số tự động, động cơ 1.2 tư nhân gia đình sử dụng, chính chủ biển Nam Định, chủ nhân chiếc xe đã thu hồi biển số rồi. Xe thì trang bị đầy đủ màn hình, camera lùi, âm thanh và camera hành trình, không thiếu gì. Tóm lại thì như chiếc xe này hiện tại Tuấn Anh đang chào bán là 315 triệu đồng. Giá đó thì bên em có bao rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển, hỗ trợ ra tên cho chính chủ anh em, cam kết cho anh em nguyên zin 100%, không lỗi, không đâm đụng, không tai nạn và không bầm nước. Một chiếc xe còn rất là đẹp, 2018 form mới, xe rất là ổn định cho mọi người. Ở mé trong đây thì em lại có cho anh em một chiếc VinFast Farin. Đây cũng là một cái mẫu xe ở phân khúc hạng A của nhà xe VinFast, nhưng đặc biệt chiếc xe này thì nó lại là trang bị động cơ 1.4. Chiếc xe đang đeo biển Hà Nội, một chủ từ mới, chạy chuẩn 5 vạn. Xe thì đời 2019 bản Plus, tức là cái bản cao cấp bà con nhá. Số tự động và rất là đẹp. Một chủ từ đầu sử dụng và giá thì để cho anh em là 295 triệu đồng. Cam kết cho anh em là nguyên zin, không lỗi, không đâm đụng, không tai nạn và không ngấm nước. Xe chạy mới có 54.000 cây thôi. Một chiếc VinFast Farin 2019 số tự động. Một chiếc xe rất là đẹp, chất lượng cho anh em, biển 30G 02805 bà con nhá. Nếu bà con các bác chị em nào thích một chiếc xe đời cao 2019 ạ. Anh em thích đi VinFast thì con này nó rẻ hơn i10, nhưng con kia 2018 là 315, 1.2, con này là 2019 ạ, mà 295 thôi, rất là đẹp luôn mà con nhá. Tầm rẻ tiền thì anh em đang có một chiếc Kia Morning 2016 ạ. Con này nó là bản thiếu số sàn, taxi ra, đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển ra tên mà thôi ạ. Và hiện tại như chiếc xe này bên em đang chào bán với cái giá khá hợp lý cho anh em, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 168 triệu đồng. Xe được trang bị đầy đủ la răng đúc, 4 bánh theo xe, tư nhân gia đình sử dụng, đã rút hồ sơ rồi, về các bạn bấm biển vào tên. Trước đây có qua dịch vụ và con nhé, nói luôn cho anh em là một chiếc xe taxi ra rồi. Bà con nhé, nói chung là cái tầm tiền này 2016 thì em nghĩ là chiếc xe này cũng khá hợp lý cho mọi người. Bà con nhé, một chiếc Morning rất là đẹp, giá 168 triệu đồng. Bà con nhé, nếu như bà con quá chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì các mạnh dạn nên alo cho em này, rất đẹp này. Vâng, tiếp tục ở đây em lại có cho anh em một chiếc xe rẻ tiền. Con này thì nó là form cũ, sản xuất năm 2012, con này cũng là taxi ra, đã về tên tư nhân chính chủ biển Hà Lam rồi, 90A16757, xe được trang bị la răng đúc, 4 bánh theo xe, với cái lớp sơn màu xanh đen và đăng kiểm đến tháng 12 năm 2024. Con này thì có trang bị đầy đủ màn hình, đầy đủ hết bà con nhé, đầy đủ hết này. Nói chung là với cái tầm tiền này anh em mua về tránh mưa tránh rét là hợp lý này, để cho các bác loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 125 triệu đồng thôi. Em sẽ hỗ trợ cho anh em vận chuyển và có bớt có bát khi anh em đến xem xe thực tế tại cửa hàng. Vâng, xe được trang bị hệ thống la răng đúc, 4 bánh theo xe, đầy đủ hết theo xe nhá. Đăng kiểm thì đến tháng 12. Đấy, bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu mà ở cái tầm tiền nó chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng 125 triệu đồng thôi thì bà con có bác chị em nhà mình đã có được chiếc xe này rất là hợp lý này. Vâng, một chiếc xe đến từ thương hiệu Ford của Mỹ. Con này thì trang bị động cơ tới tận 1.6 ạ. Con này thì nó là hatchback nhỏ gọn thôi, nhưng mà thực ra động cơ của nó khỏe, ngang với một chiếc xe ở phân khúc hạng C. Chiếc xe này nó là một chiếc Ford Fiesta đời 2012, phiên bản số tự động, động cơ 1.6, tên tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, biển Hải Phòng, 15A05785. Và giá của chiếc xe này hiện tại bên em đang để cho các bác khoảng 215 triệu đồng thôi. Là bà con các bác chị nhà mình đã có được một chiếc Ford Fiesta số tự động 1.6, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, biển Hà Nội đời 2012, biển Hải Phòng đời 2012 các bạn nhé. Đấy. Vâng ạ, tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe độ rất nhiều đồ chơi và đời rất là cao, giá thì cực kỳ hợp lý cho anh em nhé. Con này nó là một chiếc Kia Morning đời 2019 ạ. Con này là đang đeo biển 99A này.
72758, sản xuất năm 2019, phiên bản số sàn. Máy của nó là 1.2. Con này thì độ lên được đuôi gió, độ lên được bô, độ còi bô, đèn bi sơ lô siêu sáng, đăng kiểm thì dài đến năm 2026. Lốp dép mới, có la đăng đúc rất là đẹp, bộ la đăng đúc này rất là đẹp. Nội thất ghế da đẹp đúng không ạ? Đây bộ la đăng đúc của nó rất là đẹp luôn cho mọi người này. Với cái tầm giá như con này hiện tại Tuấn Anh đang để cho các bác loanh quanh là 189 triệu đồng, đời 186 triệu đồng, đời 2019 mà con nhé. Đời 2019, một cái mẫu xe khá đẹp và khá chất lượng cho phía khách hàng cũng như quý bà con các bác chị ở nhà mình. Vậy bà con các bác chị ở nhà mình nào đang quan tâm về chiếc xe này thì hãy qua bên em. Với chiếc xe được trang bị nước sơn màu xanh, xanh dương rất là hot trên thị trường hiện nay. Có trang bị hệ thống đèn bi xe lông siêu sáng này, la đăng đúc, lốp mới tư nhân đăng kiểm dài, giá 186 triệu đồng. Vâng, tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một mẫu xe Kia Morning. Con này sản xuất năm 2011, biển 17A28235. Chiếc xe thì được mang lên mình nước sơn màu trắng, form sport. Tất nhiên thì chiếc xe này nó cũng là một chiếc xe đã qua dịch vụ taxi. Và ở cái cửa tiền hiện tại như chiếc xe này, bên em đang chào bán với cái giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm 115 triệu đồng. Là bà con các bác chị ở nhà mình đã có được chiếc xe này rồi. Nó ngang bằng với con kia đời 2012. Nhưng mà chiếc xe này thì cũng khá là ổn định cho quý khách hàng. Nội thất thì rất là ổn định cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị ở nhà mình. Vậy bà con các bác chị ở nhà mình nào đang quan tâm về chiếc xe này thì hãy qua bên em với giá có 115 triệu đồng thôi. Một chiếc Kia Morning 2012, form dáng đẹp nhỏ gọn cho các bác mua đi tránh mưa tránh nắng thì khá là hợp lý và cần nhá. 17A28235. Trên đây em đang có cho anh em một chiếc Kia Morning 2016 bà con ơi. Con Morning này là sản xuất năm 2016, bản thiếu số sàn, taxi ra 1.25. Chiếc xe đang đeo biển là Hải Phòng, đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Tất nhiên con này thì nó cũng là một chiếc xe taxi ra rồi và giá em để cho các bác 168 triệu đồng. Bên em hỗ trợ cho anh em về thủ tục sang tên, được chưa? Thủ tục sang tên bấm biển với chiếc xe này. Với nội thất của nó là ghế da bò, xe rất là đẹp và ổn định cho quý khách hàng cũng như quý bà con. Vậy bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm thì hãy qua bên em xem xe và trải nghiệm uống nước chè, hút thuốc nào và hợp lý hơn thì anh em có thể lấy đây. Đấy các nhá. Vâng ạ, tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe Kia Morning. Con này cũng chỉ có 125 triệu thôi nhưng mà xe của nó là xe gia đình sử dụng, tư nhân gia đình sử dụng, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Chiếc xe đang đeo biển 29A26444, một chiếc Kia Morning 2010, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, bản đủ số sàn, máy 1.1 bốn máy và con nhá. Đấy, xe là xe gia đình sử dụng, không khoan đục. Và giá thì nó đắt hơn một chút, nó có túi khí, có la đăng đúc, lốp dép đẹp và có màn hình Android. Và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 125 triệu đồng. Đặc biệt chiếc xe này 2010 thôi nhưng mà nó là xe nhập khẩu nguyên chiếc nhé. Xe nhập khẩu nguyên chiếc rất là đẹp cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình. Vậy bà con các bác chị nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy qua bên em xem xe và trải nghiệm uống nước chè hút thuốc nào nhé. Ok, tiếp tục là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Toyota. Đây là một chiếc Toyota WeGo sản xuất năm 2018, bản 1.2 số sàn. Chiếc xe đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Con này thì nó cũng là một chiếc xe đã qua dịch vụ taxi, máy 1.2, màu trắng xịn không đổi màu, trang bị la đăng đúc 4 bánh nguyên bản theo xe của nhà xe Toyota. Và chiếc xe này nó là một chiếc xe bản đủ nên bà con yên tâm. Có trang bị đầy đủ màn hình OLED và đồ, cộng với nội thất là ghế nỉ nguyên bản theo xe. Và hiện tại thì những chiếc xe này bên em đang chào bán với cái giá khá là hợp lý cho anh em, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 195 triệu đồng thôi. Là bà con các bác chị nhà mình đã có được một chiếc Toyota WeGo 2018, phiên bản số sàn, máy 1.2. Đó, một chiếc xe để trang bị khối động cơ 1.2 rất là đẹp của nhà xe Toyota, một cái dòng xe khá là hợp lý cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình. Đó, một chiếc xe bỏ ra chưa đến 200 triệu đồng nhưng một chiếc WeGo 2018 như thế này thì nó quá là ok và chất lượng cho anh em này. Nội thất của nó là ghế nỉ nguyên bản nhất. Vâng, tiếp tục đây em đang có cho anh em một chiếc VinFast Fairview. Con này sản xuất năm 2019, cũng là bản Plus các bạn ạ. Con này thì biển 15A14066, sản xuất năm 2020 ạ. 2020 bản Plus, bản đủ đấy ạ. Cũng giá là 295 triệu đồng nhưng con này thì thực sự là đã mới bảo dưỡng về máy số rồi. Nếu anh em chạy thì lại cực kỳ yên tâm. Nói chung là không còn được máy số zin. Đấy các bạn nhé. Tuy nhiên thì với cái tầm tiền nào và giá như thế nào, 2020 mà giá bằng con 2019 thì anh em phải hiểu là nó như thế. Tóm lại thì Tuấn Anh quay xe, Tuấn Anh phải nói rõ cho anh em về tình trạng xe. Đấy, bà con các bác chị em nhà mình mua được thì là có thể đến với Tuấn Anh. Còn không mua được thì anh em cũng có thể là ủng hộ em bằng cách là bấm vào nút like và đăng ký kênh nhé. Tiếp tục ạ. Này mới này hơi ho các bạn ạ. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc i10 giá rẻ đây. Con i10 này 2015, con này là bản thiếu số sàn taxi ra,
đã về tên tư nhân và sơn được một lớp sơn rất đẹp, lên được form mới rất đẹp, tư nhân biển 25A0018 ạ. Con này thì để cho các bác loanh quanh đâu đó khoảng tầm là bao nhiêu ạ? Để cho anh em là 148 củ thôi. Em bán rẻ cho anh em 148 củ. Con này chạy cực kỳ chắc lịch luôn. Có màn hình Android rồi. Đấy, màn hình camera lùi đồ rồi. Đấy, rất là đẹp và có cả camera hành trình khuyến mại thêm cho anh em luôn. Đấy, và màu xanh dương rất là đẹp, nội thất ghế da. Đấy, trần của nó là trần lỉ nguyên bản và rất là đẹp cho mọi người. Ở cái tầm tiền như này thì em nghĩ đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe cực kỳ hợp lý và ổn định cho quý khách hàng cũng như quý bà con các bác chị em nhà mình. Đấy, với cái tầm giá khá là hợp lý như này nhá. 48 triệu đồng thôi, anh em đã sở hữu được chiếc i10 này, mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình. Mua con này quá hợp lý cho anh em luôn ạ. Vâng, ở đây em đang có thêm cho anh em một chiếc xe Kia Morning đời 2018 ạ. Chiếc xe là bản thiếu số sàn taxi ra. Chiếc xe đang đeo biển 30G94696 ạ. Sản xuất năm 2018, số sàn bản thiếu taxi ra. Và giá thì em đang để cho các bác giá rất là ưu đãi là có 178 triệu đồng thôi. 178 triệu đồng là bà con các bác chạy anh ấy có một chiếc xe Kia Morning 2018 số sàn màu trắng nhá. Ở xe thì cũng là một chiếc xe taxi ra thôi nhưng mà chất lượng cam kết cho anh em nguyên zin, keo chỉ zin 100% không lỗi bà con nhá, với giá có 178 triệu đồng thôi ạ. Vâng, Hyundai i30 một mẫu xe ở phân khúc hạng C. Đấy, máy 1.6 số tự động bà con nhá. Con này thì nó là form của nó hatchback nên Tuấn Anh cũng để luôn đây. Và bà con các bác chị em nào đang quan tâm về chiếc i20 này, i30 này thì hãy qua bên em ạ, con này để cho anh em 2 đồng mốt thôi. i30 này là một cái phiên bản rất là đẹp, đến từ form Clover, rất là ổn định cho tất cả mọi người. Đấy, nội thất của nó đẹp, có khóa từ và điều hòa tự động, màn hình Android, phím bấm trên vô lăng, có cửa sổ trời. Và giá của nó thì động cơ là 1.6 để cho anh em là 2 đồng mốt. Vậy bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc i20 đời 2008 số sàn số tự động, động cơ 1.6 thì qua bên em nhé. Vâng, Kia Morning một mẫu xe cũng rẻ tiền. Con Morning này đang đeo biển Hà Nội 30A81634, tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội, có qua dịch vụ taxi rồi. Đấy, bà con các bác chị em nhé, nói luôn cho anh em có qua dịch vụ taxi, keo chỉ zin, máy số zin. Và con này hiện tại Tuấn Anh đang để cho các bác là 148 triệu đồng thôi. Bà con yêu chiếc xe này không thì qua bên em, 148 triệu đồng là quý khách hàng của quý bà con các bác chị em nhà mình đã có được một chiếc Kia Morning đời 2015 phiên bản số sàn, máy 1.25, một chiếc xe rất là đẹp, chất lượng cho anh em, ổn định cho quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình nhé. Ok, tiếp tục là một chiếc Suzuki Swift ạ. Con Suzuki Swift này thì sản xuất năm 2008, nhập khẩu nguyên chiếc của Nhật Bản, biển 15K33914 ạ. Sới số tự động, động cơ 1.5 nhập Nhật thì chiếc xe này bên em đang chào bán loanh quanh chưa đến 200 triệu đồng. Vậy bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc Suzuki Swift này, một trong cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản, một cái dòng xe khá là hợp lý cho tất cả mọi người. Nếu như bà con các bác chị em nào ở cái tầm tiền khoảng 195 triệu đồng thì quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình có thể qua bên em xem xe và trải nghiệm uống nước chè, hút thuốc nào và đồng hành cùng Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Đó, con Suzuki Swift số tự động 1.5 nhập Nhật này cũng rất là đẹp này, cho anh em nào thích cái dòng xe nhập này. Đó, Suzuki bà con nhé. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Vâng, Kia Morning biển 17A17751, một chiếc Morning 2015. Con này nó là phiên bản số sàn, máy của nó là 1.25, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2025, tư nhân gia đình sử dụng, chính chủ biển Thái Bình, trước đây có qua dịch vụ. Giá để cho anh em 158 triệu đồng. 158 triệu đồng là bà con các bác chị em nhà mình đã có được chiếc Kia Morning này rồi. Có trang bị đầy đủ la đăng đúc 4 bánh theo xe, tư nhân gia đình sử dụng, chính chủ. Đấy, rất là đẹp luôn. 17A17751 có la đăng đúc 4 bánh theo xe bà con nhé. Vâng, cũng là 2015 và cũng 158 triệu đồng. Có cái điều là nó khác màu thôi, còn tất cả đều là taxi ra hết bà con nhé. 17A09790, màu xanh nõn chuối, đó, la đăng đúc 4 bánh theo xe. Và cửa tiền của nó thì hiện tại là Tuấn Anh đang để cho các bác loanh quanh đâu đó khoảng 158 triệu đồng. Và còn các bác chị nhà mình đã có được chiếc Kia Morning màu xanh nõn chuối đời 2015, phiên bản số sàn, máy 1.25, bản thiếu taxi ra. Vâng, một chiếc xe cũng khá là ổn định. Trong xe có đầy đủ màn hình, camera lùi được rồi. Đấy, anh em nhé. Và còn các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy qua bên em xem xe và trải nghiệm uống nước chè, hút thuốc nào và đồng hành cùng Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Và còn nhé, với cái tầm giá khá là hợp lý như thế này thì em nghĩ đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe cực kỳ hợp lý cho quý hàng và quý bà con của bác chị ăn mình ạ. Vâng, tiếp tục ở đây em lại có cho anh em một chiếc Kia Morning đời 2015. Con này nó là bản SI số sàn, máy 1.25. Xe đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Với cái mẫu 2015 này thì hiện tại là bên em đang còn 2 mẫu. Và nếu như bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu nào thì alo cho em. Con này hiện tại bên em đang bán là 180 triệu đồng. Và còn nhớ 180 triệu đồng một chiếc Morning SI 2015 số sàn và đủ, một chiếc xe rất là đẹp cho tất cả mọi người ạ. Vâng, tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một mẫu xe nữa. Con này đó là một chiếc xe
Chevrolet Spark sản xuất năm 2021, sản xuất năm 2009, tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội, 29A77678, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2025. Con này thì chủ nhân chiếc xe đã lên được một dàn lốp mới tinh 2024 và con nhé, lốp mới tinh 2024 này. Đó, đăng kiểm tháng 7 năm 2025. Sơn xi bên ngoài thì bên em về cũng đã dọn dẹp tỉa sơn, máy thì bên em mới bảo dưỡng bảo hành cho anh em. Đấy, và có các anh chị em nào thích cái chiếc xe này, giá chỉ có 65 củ thôi. 65 triệu thôi là anh em đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Và có các bác chị em nào thích chiếc xe này thì có thể qua bên em ngay nhá. Đăng kiểm đến tháng 7 năm 2025. Một cái dòng xe rất là đẹp và chất lượng cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng, cũng như quý bà con các bác chị em nhà mình này. 65 triệu thôi là bà con các bác chị em đã có được một chiếc xe Spark 2009, số sang máy 0.8. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Trên đây em đang có cho anh em một chiếc Hyundai Grand i10. Con này là bản đủ số sàn, máy 1.0 nhập khẩu nguyên con của Ấn Độ. Con này thì được trang bị đầy đủ la đăng đúc 4 bánh theo xe, có đầy đủ sinh nhan báo rẽ trên gương, đề lổ start top và một cái dòng xe khá là hợp lý cho mọi người. Đó, một chiếc xe rất là ổn định cho quý khách hàng và quý bà con các bác chị ở nhà mình. Bà con các bác chị ở nhà mình nào đang quan tâm về chiếc i10 2014, số sàn, máy của nó là 1.0 bản đủ, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ biển Hà Nội, đã rút hồ sơ rồi và các bác chỉ việc bấm biển ra tên thôi. Và để cho các bác loanh quanh đâu đó khoảng 175 triệu đồng. Vậy bà con các bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì cứ mạnh dạn lên alo trực tiếp cho em nhé. Em sẽ hỗ trợ cho anh em về thủ tục và tất cả mọi thứ luôn. Con này là màu trắng rất là đẹp luôn ạ. Tiếp tục em đang có cho anh em một chiếc Chevrolet Spark sản xuất năm 2017. Con này nó là phiên bản số sàn, máy của nó là 1.1 4 máy. Xe là xe 2 chỗ ngồi nhá. Con này là 2 chỗ ngồi, tất nhiên là nó không có xin dịch vụ nhưng nó chỉ được 2 chỗ ngồi thôi. Đăng kiểm tháng 6 năm 2025, số sàn. Đó, biển Hải Phòng, một chủ 2017 để cho anh em 160 triệu đồng. Kia Morning nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, máy 1.0. Chiếc xe đang đeo biển 30A54700. Nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc nhé, máy 1.0, đời 2011, có la đăng đúc, có túi khí. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2025. Và hiện tại như chiếc xe này bên em đang chào bán với cái giá khá là yêu đãi cho anh em, để cho anh em là 125 triệu đồng thôi. Em giả bán rẻ, tức rẻ cho anh em. Có 125 triệu đồng thôi là bà con các bác chị nhà mình đã có được chiếc xe này rồi. Và còn nhé, một chiếc xe khá là hợp lý cho tất cả mọi người. Morning nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, máy 1.0, số tự động, số sàn mà còn nhé. Hoa quá các bạn. Hoa này mà các bạn cho em một lượt like đến đây rồi thì quá ok luôn đúng không ạ? Tiếp tục em đang có cho anh em một chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2012. Con này nó là số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, đăng ký lăn bánh lần đầu 2016. Tên tư nhân chính chủ biển Hải Dương, Morning van 2 chỗ ngồi, số tự động đời 2012. Và giá để cho các bác loanh quanh đâu đó khoảng 168 triệu đồng là bà con các bác chị nhà mình đã sở hữu được một chiếc xe van 2 chỗ ngồi, một chiếc xe vừa chở hàng vừa chở người và giá có 160 mấy triệu thôi bà con nhé, 160 mấy triệu thôi này. Tiếp tục là một chiếc xe VinFast Fairview sản xuất năm 2020. Con này nó là phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.4, tên tư nhân chính chủ biển Thái Bình, một chủ từ đầu sử dụng, không khoan đục taxi gì, và máy của nó là 1.4 máy zin keo chỉ zin đời 2020, bản này là bản Pay. Xe của nó rất là đẹp cho mọi người và giá để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 289 triệu đồng. Đấy, bà con nhé, 289 triệu đồng các bạn đã sở hữu được chiếc VinFast Fairview 2020. Một chiếc xe rất là đẹp, chất lượng, số tự động, đăng kiểm tháng 1 năm 2025. Có trang bị đầy đủ đèn bi, sơn đông siêu sáng này, là đăng nút 4 bánh theo xe các bạn nhé. Vâng, tiếp tục ở đây em đang có cho các bác một mẫu xe nữa. Con này thì sản xuất năm 2009, số sàn, máy của nó là 0.8. Chiếc xe đang đeo biển 98A055 05542, con này để cho anh em là 65 triệu thôi. Một chiếc Spark 2009, số sàn, máy 0.8 nhé bà con nhé. Để cho anh em có loanh quanh đâu đó khoảng tầm 65 triệu thôi là bà con đã sở hữu chiếc xe này rồi bà con nhé. Vâng, i10 2014 bản đủ, số sàn, màu bạc, tên tư nhân chính chủ, xe đẹp không lỗi. Con này thì nhập khẩu nguyên con của Ấn Độ và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 175 triệu đồng là bà con có bác chị nhà mình đã có được một chiếc Hyundai Grand i10 nhập khẩu bản đủ, số sàn, tư nhân gia đình sử dụng, chính chủ, xe đẹp không lỗi các bạn nhé. Spark biển 90A03731, một chiếc Spark 2009 màu xanh nõn chuối ạ. Để cho anh em con này ạ, 65 triệu các bạn nhé, 65 triệu cho Black Spark ạ.
Molling nhập khẩu nguyên chiếc số tự động, động cơ của nó là 1.0. Một chiếc xe rất là đẹp và chất lượng cho anh em với cái tầm giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 150 củ là bà con đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Vậy thì bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu xe Molling nhập khẩu số tự động đời 2008 thì các bác có thể qua bên em xem xe và trải nghiệm uống nước chè, hút thuốc nào. Bên em sẽ bao đo tên chính chủ cho anh em với mẫu xe này là 155 triệu đồng. Đấy, nhập khẩu số tự động bà con nhé. Cao tiền hơn thì anh em có một chiếc Molling SNX 2010. Và chiếc xe này thì đang đeo biển 15A35645, sản xuất năm 2010, SNX số tự động, động cơ 1.0, tư nhân gia đình sử dụng, biển Hải Phòng. Và giá để cho anh em khoảng 1 đồng 7 thôi, bà con đã sở hữu được một chiếc xe Kia Molling SNX, trang bị hệ thống điều hòa tự động Narang Bông Mai. Đấy, đầy đủ điều hòa tự động số zigzag, máy eco, vô lăng đẹp. Và với cái tầm tiền thì khá là hợp lý cho quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình. Vậy bà con các bác chị nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu xe Kia Molling này thì hãy qua bên em nhé. Ford Fiesta, một cái mẫu xe rất là đẹp. Con này để cho các bác loanh quanh khoảng 240 thôi. 240 là bên em sẽ bao ra tên chính chủ cho anh em luôn. Một chiếc Ford Fiesta 2013 số tự động, động cơ 1.6. Chiếc xe thì tư nhân gia đình sử dụng, một chủ từ mới, biển Hải Phòng. Vâng, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2025. Một mẫu xe rất là ổn định cho anh em này. Đấy, Hyundai i20, đây là một mẫu xe đời 2011 màu đỏ. Và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 245 triệu đồng. Bên em hỗ trợ cho anh em về thủ tục sang tên, bấm biển các bạn nhé. Đấy, Spark ạ. Spark đây, con này 65 triệu này. Đấy. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc Kia Molling sản xuất năm 2015, phiên bản SI số sàn, màu lâu cà phê, tư nhân gia đình sử dụng, chính chủ, xe đẹp không lỗi nhé. Để cho anh em loanh quanh 168 triệu đồng thôi bà con nhé. Đấy. Vừa rồi thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng đã giới thiệu cho anh em về cái dàn xe hatchback nhỏ gọn xinh xinh và tiết kiệm nhiên liệu đang có mặt tại cửa hàng. Ngoài những cái dòng xe đó ra thì nhà em còn rất nhiều những cái mẫu xe mà muốn giới thiệu đến cho tất cả mọi người. Đấy, và còn có bác chị em nào đang quan tâm về chiếc xe nào đó thì cứ mạnh dạn lên alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình ở những cái video tiếp theo của chương trình ạ.